Drive by tầm gần đến từ Ibis của bên phía đội Invictus Pro. Đội vừa có top 1 trong game thi đấu trước nhưng Guizera lại gục bởi quả đạn chính xác của Luka Rux. Và anh ấy sẽ không có một cách nào thoát nạn được. VP đang cực kỳ tự tin. Kể cả khi tôi vẫn đang thấy Nixy chưa về tới cùng đội. Anh ấy đang có một phương tiện mà chạy nhanh này thì tôi nghĩ là đã đổi sang xe rồi, chứ không còn lái cho mình con dù lượn nữa. Hình như anh ấy vẫn trên trời. Vẫn bay, chứ vẫn đang bay. Còn chở thêm một ông nữa đúng không? Mấy ông này ham vui quá. Kiểu gì nấp vào được với Asset đi từ bên phía của Legacy. Vừa khen Legacy xong thì họ mất hai người. Anh ấy đi một mình thôi, nhưng mà anh thực sự nó là hơi ham chơi. Anh này quá đam mê luôn ấy. Hay là trong game thi đấu này thì mượt mà thực sự trong những tình huống bẻ cua. Nhưng mà đến lúc xẻo thì là lúc phải xuống thôi. Như ở đây thì ô kìa, hai thành viên bên phía của Legacy họ tự hạ gục nhau. Và QG anh ta rất dễ dàng để có được cho mình một mạng. ABN người sống cuối cùng knock được Ibiza. Nhưng Luka Crux đang đẩy qua và đó là Legacy bị hạ gục ở top 16. Thực sự là mê đắm với cách bên phía đội hình Invictus Pro chơi, chỉ 3 người mà hạ gục được toàn bộ bên phía đội hình Legacy. Như vậy Clan vừa đáp xuống khu vực nhà đích bên phía đội hình Gen Team thì giao tranh bắt đầu nổ ra. Hai đội cùng giành bên phía đội hình Clan, những người công nhà đang hoàn toàn thắng lợi trong tình huống này. Rex đổi được một nhưng như vậy là quá ít. Anh ấy đang bị kẹt lại với Toshi, không có cách nào hỗ trợ hai người ở phía căn nhà trước mặt được. Và Gen Team nếu muốn được chơi tiếp trong game này thì phải lùi, họ không thể hỗ trợ đồng đội, giờ chỉ có cách trốn thôi. 3-2 không phải là một tình huống quá đẹp dành cho các đội viên bên phía của Genji, nhưng ở đâu đó thì Hammer đã bị hạ gục rồi. Nhưng cái quả nết anh ta tự trả ra thì nó lại hạ gục chính anh ta luôn. Mạng vẫn được dành cho các đội viên bên phía của TSM. Team Falcon đang chưa tham gia vào quá nhiều tình huống ra tranh game thi đấu này, nhưng chúng ta đã được xem 4Remen cũng như bên phía đội GNL kéo cũ trận trước 4Remen thắng. Lần này GNL đang có những dấu hiệu đáp trả, Roy bắn rất tốt và kéo theo đi vị trí của Godfrey. Anh ta sẽ muốn có được đôi mạng trong pha này. Giải đấu quốc tế thứ hai đến rồi, bắn quá căng. Zip Yan ở Hansen MM cũng đang tới, tôi đang thấy từ xa là TSM kéo vào. Ba tu lên nấp vào được rồi, gặp nhìn dành cho Twisted Mind. Và Twist chắc chắn sẽ muốn tối ưu hóa số lượng điểm của mình. Điểm kill được chia đều cho cả 4Remen cũng như Twisted Mind. Sẽ là một vòng bom và bắn nhau rất đẫm máu ở trong bọn T đây. Edgewin của Sonic vừa nấp vào được những gì đến từ VP. Đội tuyển vẫn đang không để cho nhau có một khoảng thời gian yên bình. Tôi lại đang thấy là Edgewin tách hoàn toàn đoàn. Sonic thì đã ở phía bên trong vòng bo rồi, nhưng họ vẫn đang có một người kẹt lại ở tại góc trái của bản đồ. Và phần nào đó thì Falcon sẽ phải rời bỏ những khu vực nhà của mình và tiến dần vào trong những cái vị trí sát hơn với tâm trung tâm vòng bo. 17 Gaming cũng đang rời đi. NewFP sẽ làm điều tương tự với Wayward Gaming. Nhưng Wayward Gaming thì đã bị bắn vào bởi Na'Vi và Hakatori hạ cục được Spekman rồi. Trong khi đó Genji mất một người, Relo có được trình bạc của Seoul và Spekman đã bị confirm. Longskirt ném một trái nết ra và knock được tận hai thành viên bên phía Weibo. Weibo có lẽ là họ sẽ nằm xuống ở cái thời điểm này thôi. Hơi khó để cho Weibo có thể làm thêm điều gì nữa rồi. Cộng thêm một điểm kill dành cho Na'Vi. Vẫn cầy kill rất nhiều đến từ các thành viên bên phía Na'Vi. Axelab có một và Câu là người nằm xuống bên phía của Weibo Gaming. Longskirt cầy thêm được một điểm kill dành cho các thành viên bên phía của NewFP. Nán sẽ phải rút đi thôi. Smoke vẫn đang là cực kỳ dày đặc. Nhưng mình ở đây, mình nhìn thấy rồi, thôi xong, bỏ vị trí của Nan đi thôi, chứ làm sao mà cứu được nữa khi mà đây là một tình huống nằm chết ở giữa đường. Hơi khó để cứu được Nan ở trong tình huống này. Và các đội viên bên phía NewFP, nếu như bây giờ họ vẫn còn muốn có được trình một cái top cao hơn thì nên di chuyển, không nên quá tham ở trong cái tình huống giao tranh này. Và họ sẽ phải bỏ lại vị trí của Nan thôi. Summer đang nhắm về Minh Minh. Quả nết khá đau. NewFP đang gặp nguy hiểm. Và drive by cực ổn đến từ Xlab. Và Longskirt đã hoàn toàn lộ vị trí. Summer đang tràn tới. Đây sẽ là pha quá khó dành cho NewFP. Top 11, chính xác là top 13 dành cho bên phía đội của NewFP. Những tình huống công nhà giữa DK cũng như là Falcon vẫn chưa dừng lại. Một cặp đấu mình nghĩ là hơi thua thiệt một chút dành cho bên phía đội D+Kia khi mà họ chỉ có 3 người. Đồ đã được dã vào rồi và Mim có được trình cái tình huống nốc được anh chàng Seoul, vẫn sẽ cứu được thôi. Nhưng cái thời gian thì không còn quá nhiều để cho bên phía của Falcon, không chính xác là các thành viên bên phía D+Kia, họ có thể rèn sứ trong tình huống này. Cần phải có những tình huống hạ gục được các thành viên bên phía của Falcon. Và Relo là người đầu tiên bị nốc. Guyon đang muốn thi đấu ở đây và anh ta vẫn chưa bắt thêm được ai cả. Máu thấp lắm rồi. Và Mim đẩy vào chắc chắn rồi. Guyon không thể nào sống sót trong tình huống này. Một mạng dành cho các thành viên bên phía Falcon. Tiếp tục là tuyệt bắn nhau và Americano hạ gục được vị trí Mim.
Các thành viên bên phía của DK cùng với cả Falcon vẫn đang giao tranh với nhau cực kỳ ác liệt. Soul là người phải đọc số top 2, nhưng ở đây Soul sống dậy và Soul đẩy ra clear đi được hoàn toàn các thành viên bên phía của Falcon. Một tình huống 3v4 thành công đến từ bên phía đội hình đi Plus Kia, nhưng mọi thứ chưa dừng lại vì Vitus Pro đang vào. Lucarux, Kizzy, họ đi săn người còn lại đến từ bên phía đội hình đi Plus, chạy khá nhanh khi mà hai cánh đã có cả 17 gaming từ bên phía đội hình Clans. Lucarux, Kizzy, đoạn đó vẫn cứ là mạng ở Seoul. Một cái shotgun đã được mua lên, chính ra đã được lấy lên. Và bây giờ thì anh ta sẽ có một cơ hội để thực hiện một tình huống clutch 1v2. Kizzy chỉ có thể kề thôi, phải chờ Lucarux bò được ra phía bên ngoài thì mới cứu được. Tay vẫn rất to đến từ vị trí Seoul. Kizzy cùng với cả Lucarux thì cũng đang muốn đẩy sang đây để góp vui rồi. Một tiếng bắn nhau rất mãn nhãn, chắc chắn là như vậy khi mà các thành viên bên phía của Sonic họ còn đến 4 người. Fake Clans còn 3 người và đối đầu với bên phía đội của Sonic. Sonic sẽ có thể có được một cơ hội, nhưng không được rồi khi mà TSM cũng đang can thiệp vào. Họ mất cùng một lúc 3 nhân sự và chỉ còn lại đúng một mình vị trí Kickstart thôi. Fake Clans họ vượt trội hoàn toàn khi mà nhận được thêm một vài những sự hỗ trợ đến từ TSM. Và những đội tuyển này đang kéo chân nhau tới chết ở phía bên ngoài vòng bò. 4 kill cho Fake Clans ở tại game thi đấu hiện tại, nhưng chưa có một đội nào thực sự kiểm soát được những vòng bò thứ tư này cả, thứ sáu này cả. Vâng, đội duy nhất ở trong vòng bò là Genji thì chỉ còn lại một người mà thôi, và Kickstart là người cuối cùng phải nằm xuống bên phía Sonic. Top 10 dành cho đội tuyển đến từ khu vực NA. 25 người thời điểm phút thứ 25 của game thi đấu. Ôi, đi rồi. Nhưng mà chưa có một đội nào thực sự kiểm soát được vòng bò. Diplaskia đã mất người cuối cùng và họ phải dừng chân. Ốp chí thế là Diplaskia, và đây là điều mà chúng ta đã nói trong giai đoạn trước, chỉ cần có một đội có đủ nét thì Pero sẽ gặp cực kỳ nhiều những áp lực. Nết được ném vào, Kizzy đã bị hạ gục do outside play zone. Và Twisted Mind cũng đang góp vui với những viên đạn cối. Bartolin nấp vào được sâu xét, Xwood nằm xuống, hai mạng dành cho Example. Nhưng phát cối quá chính xác, và đây là điều mà chúng ta luôn luôn lo lắng về Pero. Họ mất hai người, mình cố gắng hỗ trợ người của mình nhưng máu thì vẫn cứ tụt, nhưng mà cối vẫn đang rơi trên trời xuống. Cùi 71 có cơ hội để hồi phục. Vào một khu vực rất gần Pero thì Na'Vi đã phải dừng chân ở top 7. 17 Gaming đang muốn đẩy vào để có thể tiếp cận với các đội viên bên phía của Pero, kiếm thêm mạng hạ gục và cải thiện cái vị trí trên bảng xếp hạng. Nhưng ở đây 17 Gaming thì họ đang ở quá sát bò. Fake Clans vẫn đang bị vướng đường, bây giờ họ không còn đủ cách để có thể tiến được vào phía bên trong vòng bò nữa. Bò quá khó với hầu hết các đội tuyển. Twisted Mind vẫn mục tiêu cũ là Patrick Roth. Mình cố gắng phản kháng với mạng Zujiu. Họ cũng còn giữ được 3 người đã là một kỳ tích rồi. Nhưng liệu có cách nào để cho Pero thoát ra không khó đây không? Đây họ cần phải tự giải quyết lấy một đội thôi. Twisted Mind thì ngày một gần. Erlow đến từ TSM nấp vào được Perfect Dick. Vẫn đang muốn có một cơ hội để lấy những điểm kill. Lu đã quá yếu, anh ta bắt buộc phải xuống xe. Và Erlow sẽ không bỏ lỡ cơ hội đấy đâu. Bám lên chiếc xe trong những bước đi cuối cùng. Lốp đã nổ. Đây sẽ là góc đứng từ giờ tới hết ván thành Erlow. Sparking cũng như Predicati đều ghi điểm. Cùi 71 hao cùng đi Xwood. Và quá hỗn loạn đến những gì mà chúng ta có thể miêu tả về vòng bò này. Pero vẫn đang sống sót một cách thần kỳ và họ hạ gục đi các thành viên bên phía của 17 Gaming. Face Clan, Face nằm xuống rồi. Và các thành viên bên phía của Pero bằng một cách thần kỳ nào đó họ vẫn chưa phải nằm xuống. TSM chắc chắn rồi đang là đội có được cho mình cái lợi thế lớn nhất ở trong map thi đấu này, khi mà góc đứng của họ là một góc đứng quá đẹp. Rex đã bị phát hiện rồi. Rex bây giờ làm sao mà dám chạy ra khỏi cái nhà vệ sinh này đây? Chẳng có cách nào cả, chỉ ngồi im thôi. Bây giờ câu chuyện của Rex là chờ đến khi các đội giải quyết nhau xong, nhận thêm đủ điểm hạng và cố gắng bắt thêm một vài điểm kill. Nhưng Patrick Roth nhận ra mình không có cơ hội, họ đang ngồi im. Có người công nhà của Rex mà anh ta đang ở khu vực cửa nhà. Predicati không tha cho đối phương với quả nét chính xác. Top 5 của Gen G. Patrick Roth cũng sẽ ra đi ở tại top 4 thôi. Họ quyết định quyên sinh với vòng bò để không cho bất kỳ đội nào có thêm lượng số điểm. Lợi thế lớn nhất chắc chắn rồi đang dành cho các đại viên bên phía TSM. Họ vừa có lợi thế mặt quân số đến 4 người, và bây giờ thì các đại viên bên phía của Face Clan chỉ còn lại một thành viên. Liên tục là những tình huống cấu rỉa máu một thôi, và thôi xong rồi. Các đại viên bên phía Twisted Mind bây giờ lại còn phải ăn một trái nết. Như thế này thì làm sao mà có thể chạy được đây? Một quả nết quá tuyệt vời đến từ Pericotti, hạ gục hoàn toàn các đại viên bên phía của Twisted Mind. Rõ ràng bây giờ được phỏng vấn là vía may. Các đội được phỏng vấn tối qua đến giờ bắn quá bay. TSM tràn lên và tìm người cuối cùng là Bartolin. Fake Clans thì cũng chỉ có một người thôi. Top 3 thành ở Twisted Mind. Và nhân sự còn lại của Fake Clans là Jim. Liệu anh ấy có muốn tự sát hay không đây? TSM đang tràn tới rất nhanh. Họ sẽ lấy về điểm cục cuối cùng này. Đây là top 1 14 kill dành cho bên phía đội hình của TSM. Hay sẽ là 13 kill này? Không có một sai lầm nào cả.
top 1 trong game thi đấu thứ hai dành cho TSM.